qua đây chơi với cô Bảy Dương con. Nghe ăn gì vậy? Bánh tráng Bảy làm. Ngon không? Bảy. Cái gì? Công nhận á là bánh Bảy làm ngon nhất nách luôn á. Trời ơi, thơm thơm mùi mè, ngọt ngọt mùi đường, dai dai mùi bột. Nói chung là cha Bảy của con làm bánh tráng căng đét luôn á. Căng không? Căng không? Căng. Phải căng thôi. Căng như cái bánh tráng vậy nè. Để mấy mẹ kia chê Bảy thì sao? Bảy còn nghiên cứu ra nữa nhiều món bánh tráng khác luôn. Bánh tráng của con đang ăn á, thấy hôm nay cái màu nâu đậm hơn không? Ừ. Tại có phết thêm một lớp đậu phộng vô, nó vừa thơm mùi mè mà nó còn vừa béo nữa. Có cái loại bánh giống như cái loại bánh phồng mà Tết má mẹ hay chiên lên tới cuối 30 Tết hay ăn đó. Cái bánh đó hen. Rồi hai loại bánh tráng mà bán đắt ơi là bán đắt luôn. Tết á ai cũng ăn gỏi cuốn. Bánh tráng đó hôm nay tao cho chút xíu vô bột vô cho nó dai, người ta cuốn không có bể, con nít cuốn cũng được. Rồi một loại cuốn nữa là làm chả giò. Tết nhà nào cũng làm chả giò chân lên hết trơn, ai cũng cuốn lượt. Trời, hôm nay bánh tráng Bảy tráng này nghe mùi thơm dễ sợ luôn á. Thơm rồi phải không? Ngon lành. Ê, tối cứ lấy một sắp về cho sắp nhỏ bển ăn nha. Ủa, sao làm quá mặt quạo hay gì? Nói nghe nè, bánh quá trời mà sao không chịu đem đi giao? Trời, đơn hàng nhiều lắm, chờ mấy đứa nhỏ về ăn giao Bảy ơi. Chờ mấy đứa nhỏ lần hả? Cô, hai mấy đơn gần đây á, cô đưa địa chỉ cho con đi. Giờ con rảnh quá, con đi giao cho cô. Ê, giao được không? Khỏi con. Bảy... Để cho Phong, nó nhờ bạn của nó giao. Bác hai. Ừ. Con biết rõ đó. Trời ơi, mấy cái chuyện này không có nhầm nhò gì với con đâu. Vậy hả? Mỗi lần con về Sa Đéc á, là con phụ ba con bán bông nè, khinh bông, dữ dằn lắm á. Trời ơi, tướng vậy mà giỏi vậy sao? Nói gì chứ cái vụ này có nha ông hai ơi. Nhà tôi á mấy đời kinh doanh, đứa nào làm cũng giỏi, con này lanh lẹ dữ lắm. Chỉ có điều tôi lo là đường xá đây nó lạ, nó không biết. Thì tôi hỏi rào, hỏi đón vậy thôi. Chắc không? Chắc. Ừ, vậy thì bác giao cho con. Dạ. Bây giờ ra chị Dung đi. Chị Dung chỉ cách giao hàng cho. Dạ, con đi nha bác hai. Phiền con quá. Ông thấy không, nguyên gia đình tôi á ai cũng nhiệt liệt lanh lẹ gì hết á. Tại nó lanh lẹ giống tôi đó. Cô cháu tôi á ai cũng lanh lẹ giỏi giang hết trơn á. Nhỏ dễ thương. Ê, mà tôi thấy nó với Phong coi bộ xứng đào xứng kép á. Lo làm con chuyện đi, đó là chuyện của tụi nó. Ủa gì kỳ á, cha này đúng là hai bánh tráng, trở mặt còn hơn bánh tráng tôi đòi uống nữa. Tụi nó dễ thương thì mình nói dễ thương, tự nhiên cáp vô cái wow kỳ. Lại là anh nữa hả? Lan khỏe không? Khỏe cái gì mà khỏe? Hôm bữa bị tụt quần ở nhà tôi không sợ hả? Thì cái chuyện mà bị tụt quần ở bên nhà em thì tụt ngay trước mặt em thì anh cảm thấy sảng khoái. Tự nhiên anh cảm thấy thích vậy à? Bây giờ như này, em trụ lại cái nữa đi. Biến thái, đừng có làm như vậy nha, tránh ra tôi đi giao bánh. Lan, làm gì vậy? Em làm cái gì vậy? Ra. Em bình tĩnh đi được không? Ôi trời. Nè, em vừa phải đó nha. Em cứ biết là anh lặn lội từ mình Lai Dung qua đây tìm em không? Đáng lý em phải nói với anh vài câu chứ, tại sao đuổi em là sao? Trái tim em còn máu trong đó vậy? Máu hay không đâu có liên quan gì đến anh đâu. Tôi không có thích anh, má anh cũng không có thích tôi. Đừng có phiền nhau nữa. Đây nè, cái đó chuyện của người lớn. Má anh mà không thích em là anh có thể dàn xếp, anh nói cưới ai là bà phải cưới người đó cho anh. Em thấy không, anh là người có tiền mà, anh có điều kiện mà. Anh có thể lo cho em, anh lo hết cho gia đình của em. Hàng xóm của em mà ai nghèo anh lo hết luôn. Tại sao anh theo đuổi em bao nhiêu lâu vậy? Không thích thì thôi chứ làm gì ghét anh làm gì em ghét anh? Anh nói nhiều quá nên ghét đó. Anh có tiền nhà tôi có tiền chắc tránh ra. Giờ đi đâu? Đi giao bánh. Cái hôn cùng đâu không chuyện. Ủa là sao? Giao bánh là sao? Tự nhiên nhà cửa đàng hoàng, la có tiền này nọ, xong tự nhiên giờ đi giao bánh lại gì? Kệ tôi, thích đi giao bánh nó làm gì nhau? Tự nhiên đi giao bánh là mà cười quá. Cái tên này. Cái gì? Cái gì? Làm gì? Gì quá? Cái gì? Làm cái gì? Nè, muốn lấy được chìa khóa phải không? Muốn lấy chìa khóa thì hung miếng đi, chừng nào thấy hài lòng mà mình trả lại. Nè, hung đi. Tao không kêu mày hung đâu. Tao đếm từ 1 tới 3, mày phải đưa chìa khóa cho Lan. Ít chưa? Mày không có nội tao hả? Mày không có nội tao sao tự nhiên kêu 1, 2, 3 tao phải trả lại chìa khóa cho mày? Mà mày là ai? Tao là bạn trai Lan. Mày là bạn trai Lan hả? Ừ. Rồi, tao hiểu luôn. Hèn chi từ bên nhà, ở nhà có một chuyện làm không chịu làm, đi qua túc ở đây để đi giao bánh. Chẳng qua là qua đây là để gặp thằng chó này như vậy đúng không? Mày nói gì hả? Mày
đừng đánh nhau. Anh Lâm, 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 anh mày đánh tao mày, mày đánh tao, 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 mày đánh Thôi đừng 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 anh. Cha này, người đã bập to thù lù rồi, còn thêm cái bụng nước nữa, nặng lôi lên muốn xỉu luôn. Cô hô hấp nhân tạo cho nó tỉnh đi. Tôi không có biết. Sao không biết? Nghề y của cô mà. Tôi biết nhưng mà chẳng lẽ anh bắt tôi hôn hay xỉu hả? Chứ không lẽ tôi hôn nó? Đó chỉ là cứu người thôi, không phải hôn hết gì đâu. Đây tôi chỉ cho anh làm. Thôi được rồi. Anh để tay ra đây như này nè. Hai tay đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh nhấn mạnh lên, nhấn. Ok. Con nước rồi nè. Đúng rồi đó. Ủa, sao vậy? Ê, hình như tôi nhớ là ấn này xong thì mình phải thổi hơi vào miệng nó nữa đúng không? Ừ. Thôi được rồi, để tôi làm cho. Hả? Lan nói hô hấp nhân tạo có nghĩa là sẽ môi kề môi với mình. Ôi, thật là sung sướng quá. Vậy mình cứ việc nhắm mắt mà tận hưởng thôi. Hôm anh đi làm, anh đang chờ. Ôi, đôi môi của Lan, lần đầu tiên trong đời mình được cảm nhận một đôi môi ngọt ngào và quyến rũ quá biết không. Sao lại chân kỳ vậy? Ai biểu anh giả bộ, tôi nhìn là tôi biết anh đã tỉnh rồi, còn tính gài hàng tôi hả? Mà cảm giác hôn một người đàn ông như thế nào? Trời ơi, con anh sao rồi? Sao trăng cái gì? Hả? Cô biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không? Hả? Chân ái gặp nhau hả? Hai nụ hôn đầu đời trao cho nhau. Trời ơi, chúc mừng anh nha. Chúc mừng gì? Thôi anh cứ ở đó tận hưởng và khắc ghi khoảnh khắc này giao tôi đi giao bánh tráng. Cô từ nhỏ đến lớn có đánh lộn bao giờ đâu, tự nhiên bị đau không biết luôn. Nè, cái này sức mau hết bầm lắm á, anh cầm lấy đi. Coi bộ cô cũng để ý đến tôi ha. Tôi bị đau mà tôi không biết luôn á. Cô không những biết mà còn mua dầu cho tôi sức nữa. Chắc là lúc đó anh đang quan tâm đến nụ hôn đầu đời của anh với hai sửu á, nên anh đâu có biết anh bị chày đâu đúng không? Thôi, tuyệt đối không được nhắc tới cái nụ hôn đó được không? Mà nè, chuyện của cô với hai sửu sao vậy? Đó, hai sửu hả? Anh ta là con trai của chủ cơ sở nem Lai Dung á, giàu lắm á, thích tôi lâu lắm rồi mà tôi đâu có chịu đâu. Mà lại dai nữa, khi tôi qua đây á anh ta còn bám theo á.
Theo tôi nghĩ là cô nên tìm ai đó ưng bụng và cưới liền đi, chứ để như vậy nó theo hoài da như đĩa vậy đó. Anh nói cũng đúng á, đúng là tôi nên đi lấy chồng. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có bạn trai, tôi cũng chưa thích ai nữa. Thì không đó. Anh nhìn tôi hơi gian á. Anh có ý gì hả? Tự nhiên nó đau ta. Chắc là đêm đêm về nó sưng nó nhức á. Bộ đau lắm hả? Ừ. Tôi thấy cô cũng đã mất công quan tâm mua dầu cho tôi rồi. Hãy sức luôn cho tôi được không? Tự đi mà sức. Ê đau. Cô có thể nhẹ nhàng dịu dàng với tôi được không? Thì cũng được. Nhẹ nhàng dịu dàng cái gì? Coi như là cảm ơn anh vụ hồi chiều. Nhưng mà đau lắm thì nói nha. Ít thôi. Xin lỗi. Từ 1 tới 3, mày phải đưa chìa khóa cho Lan. Bắt chưa? Mày không có nội tao hả? Mày không có nội tao sao tự nhiên kêu 1, 2, 3 tao phải trả lại chìa khóa cho mày? Mà mày là ai? Tao là bạn trai Lan. Ê Phong. Dạ. Con Lan nó sắp về rồi, mày có kế hoạch gì không? Nó mà đi về là mày xảy nó chuyến này. Thì con bảy có kế hoạch gì không chứ? Con đang tính nói thẳng với Lan luôn đó. Ê, ai sổ sàng vậy? Mình phải có kế hoạch lãng mạn. Là kế hoạch lãng mạn nữa hả? Ừ. Trời ơi, con sợ hai cái chữ lãng mạn của bảy lắm rồi. Sao à? Vì hai cái chữ lãng mạn đó mà hôm bữa con té thúi rùm đó, bảy nhớ không? Thúi được rồi, rùm lên chi? Kỳ này kế hoạch ngon lành. Kế hoạch gì vậy? Trời ơi, mình phải có chiến thuật đâu đó rõ ràng chứ. Thì bảy nói đi, con sốt ruột quá hả? Mày yên tâm đi. Trời ơi, với kinh nghiệm tình trường của bảy, mặc dù 40 năm chưa có chồng. Nghe bảy nói vậy thôi thì con cũng tạm thời an tâm. Ê, tôi cho mày kế hoạch mà cái mặt mày không có hồ hởi nha. Bảy nói rõ ràng cho con kế hoạch sao, mình làm thôi. Ngày mai. Dạ. Tao dụ Lan đi ra vườn trái cây, nhưng mà đừng có ăn trái cây, hiểu không? Bưng nó ra đó, xong rồi cho thằng xuất hiện. Cái lúc đó thằng Phong phóng ra cứu nó, giống như anh hùng cứu Mỹ Nhân vậy đó. Ê bảy. Gì? Bảy nó mới mà con nghe nó cụ rích rồi, chả mới một chút nào hết á. Giận nha. Cứu đâu mà cứu, mày thấy từ đó tới giờ không? Trà là người ta pha phải vô cái ấm. Mày có thấy ai trà pha trà vô cái ly cái chén không? Pha vô cái ấm chủ yếu là trà gì? Trà lai, trà sen hay trà cúc? Thay vì mày vô trọng kế hoạch là anh hùng cứu Mỹ Nhân, rồi đó vô vườn cái cây cái là nó quánh nhau, lấy mấy cái trái mềm mềm chọi vô mặt. Còn cái này mày chơi nặng, mày chơi nợ, mày lấy nguyên trái sầu riêng mày chọi vô mặt nó, nhào vô đỡ cứu. Trời ơi, kỳ này lấy ăn ngon. Thì nghe bậy nói cũng hấp dẫn đó. Hấp dẫn xong hấp dẫn. Nhưng mà con thấy trong đó có một nhân vật, mà nhân vật cướp là ai vậy? Cướp là cần phải gian. Đúng rồi. Kêu ông cha hai chán đi. Ý, trời quên, kêu ổng chắc ổng bỏ tao luôn quá. Năm làm anh Tráng, năm thợ đó, mặt nó vàng lắm, nó làm được. Để tôi vô tôi nhờ nó cho. Mày để cho bảy sắp xếp mọi chuyện tổng hành dinh luôn cho mày nha. Dạ. Dạ cái gì dạ? Còn coi bánh được chưa, đem vô tao kỹ nghề luôn cho. Dạ cũng sắp khô rồi bảy. Ê, sao để nó méo quá, mày dựng cho thẳng lên lại coi. Đó, thẳng ra. Tân
Em nè, anh yêu em. Có lẽ đây là lời nói mà chân thành nhất trong trái tim anh. Từ trước tới giờ anh mới nói đó. Em chấp nhận anh nha. Anh kỳ quá à. Tất nhiên là em chấp nhận anh rồi. Tại vì em cũng yêu anh. Bây giờ bãi sẽ ra một chiến thuật mà từ đó tới giờ chưa bao giờ có trên thế gian này luôn. Mỹ Nhân á, xuất hiện có anh hùng thôi cứu liền, gọi là anh hùng cứu Mỹ Nhân. Thấy mới chưa? Với kinh nghiệm tình trường của bảy mặc dù chưa lấy chồng. Thôi bây giờ tập đi, để anh chực mà không biết. Bảy sẽ làm Lan nha, 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 bây giờ tập nha. Bảy sẽ làm Lan gặp anh Phong. Anh Phong, đó Lan nè. Sau đó anh cướp nhảy ra. Đúng rồi, bóp cổ mấy Lan. Đúng rồi, bóp. Lúc đó bảy nhị sẽ la lớn: anh cướp, anh cướp, anh cướp. Còn nhào tới con quánh chực. Dạ. Khi nào mà bảy ngưng kêu, con mới ngưng quánh. Được chưa? Dạ. Ha, con phải nhớ chống trả nha chực. Mày phải chống trả đi. Chút về tôi mua cà phê cho uống. Rồi, bắt đầu chuẩn bị nha. Anh có! Cướp kìa, cướp kìa. Cướp hả? Anh có! Trời ơi! Cướp hả? Trời ơi! Trời ơi! Quánh đây! Quánh đây! Quánh nhiệt tình dữ vậy. Tập tập kịch để lên trên phường diễn phục vụ. Hết chuyện rồi, vô vườn trái cây tao tập văn nghệ. Làm tao tưởng thiệt. Dạ, lại mấy ông mấy bà ăn không ở rảnh quá nhà vô quánh nhiệt liệt dễ sợ luôn á. Thôi đi về giùm tôi đi. Đi về, đi về, đi về, đi về. Trời ơi, thôi về mấy đứa ơi. Rảnh quá mày, rảnh lắm nha mày. Cái thằng áo đen mà đánh nhiệt tình nhất. Mà đánh tao muốn sụm bại đuổi. Rồi Phong ơi, con có sao không Phong? Ờ dạ. Hả? Ờ dạ. Có sao không con? Toàn đang hết cả người rồi bảy. Trời ơi, tội nghiệp quá. Có sao không con? Ờ dạ. Bảy xem coi có cái gì sao quần sao cô thấy mát mát vậy bảy? Gì vậy? Hết hồn, tôi nghe mát mát có tưởng máu chảy tới. Sao? Không, con lấy hai cái tay bịnh vòng ba lại. Bịnh lấy đi. Nó rách một khúc nè. Nó rách từ đây qua đây. Bây giờ Lan đến thì làm sao giờ? Làm sao tôi biết? Trời ơi, vừa sai vừa sai, nhiều trái quá. Lan đến kìa. Thôi thôi hả? Làm sao đây? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Có cái nhà vệ sinh kìa. Bịch chạy đi tới luôn. Bịch chạy tới. Tôi trời ơi, sao xui vậy nè. Vô. Khi nào tôi kêu phải ra nghe. Dạ, dạ. Bảy. Xoài nhiều quá vậy. Chờ con lâu không? Quá trời lâu luôn. Sao sáng không chờ con đi chung mà đi trước vậy? Tao đi trước, tao sợ chúng mày quá à. Sao vậy? Tại tao lo nhiều thứ nó nghe, làm sắp lớn lấy chồng gặp bao nhiêu nít vậy. Sao mặc bộ đồ đi hẹn hò mà xấu quá vậy? Trời ơi, đi ra đi chơi bảy chứ phải đi dẹo trai đâu. Không, không có gì hết. Hả? Không, không. Bảy, chờ con tí nha, con mắc toilet quá. Đi xong cái mình đi vòng vòng chơi nha. Trời, còn có nít đấy. Đây toilet có người con. Không có người, con nhìn chẳng thấy ai cả. Đừng cản con, mắc quá rồi. Bye bảy. Hai đứa mà nó chung vô một chỗ, 36 kế, chạy lại nhất. Thôi, ở đây thì mình ngồi đâu ta? Chắc ngồi sớm quá. Trời ơi, đừng la nữa. Nghe tôi cho nó đi lại.
bình tĩnh. Con xin phép đi về xe đét luôn. Về gì giờ này nắng quá, để má cứ về con. Dạ không sao ạ, con đi về bây giờ luôn cũng được nữa. Ừ, nhưng mà sáng nay con có hẹn đi với bà Bảy mà sao giờ con về? Hay là thằng Phong có làm gì con buồn hả? Không có gì hết trơn á. Không có luôn hả? Con sẽ đi về quê. Con sẽ không có nhớ chuyện gì ở đây nữa hết trơn á. Con chúc năm mới nhiều sức khỏe, dạng sầu như ấy. Con đi về. Con bình tĩnh lại đúng. Thật. Con vụ gì vậy? Ê! Lan! Mày ngừng lại cho tao! Mày ngừng lại chưa? Bảy kêu mà mày không ngừng hả? Mày quá mày rồi! Mày đi đâu? Lan! Nghe lời Bảy không? Buông con ra! Mày đứng ra! Rồi con dừng xe rồi đó! Mày đi đâu? Con đi về xe đét! Con thưa bác hai với mấy gì rồi! Bảy ở đây vui nha! Ít nhất thì mày cũng phải để cho Phong nó nói một lời chứ! Phong lẹ con! Không! Lan ạ! Không! Con nhận ra bộ mặt bí thái của ổng rồi! Ổng là... không tin nữa! Lan ạ! Mày để cho nó coi! Cho tôi giải thích được không? Chuyện hiểu lầm thôi Lan! Không có giải thích gì hết! Anh đúng là đồ biến thái! Tôi không phải biến thái mà! Tại lúc đó cái quần bị rách nè! Đúng thấy rồi con! Thấy con hô xí mới chui vào đó trốn! Thì vào đó Lan đến cuốn quá không biết phải làm sao mới chui vào cái lu nước! Bảy đừng có tin ổng! Mới nãy hả? Ổng còn ôm con! Ổng sàm sỡ con nữa đó! Hả? Trời ơi, có đàn ông đàng hoàng nào mà lại đi sàm sỡ phụ nữ chị ban em ăn mặc như vậy không? Con không có tin, con đi đây. Bảy à, nè, lên. Con, từ từ giải thích bà ơi. Con Phong này nó làm gì cho con Lan buồn vậy ta? À con. Ba, ngồi xuống, ba biểu. Dạ. Con làm gì con Lan buồn vậy? Ờ, dạ con... Không có ư gà gì đó. Đàn ông, có gì nói thẳng đi, cái gì ấp úng mới mở. Chuyện cũng không có gì đâu ba, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Hiểu lầm là sao? Hả? Cho tôi. Do tôi mà con Lan mới hiểu lầm thằng Phong rồi mới có chuyện. Bây giờ tôi không hiểu vậy đó, bà nói rõ ra được không? Thì tôi tổ chức cho tụi nó gặp nhau ở vườn trái cây chơi, đáng lý vui vẻ lắm, cái xảy ra sự cố cho nên là con Lan nó mới giận nhỏ. Cũng là nữa hả? Đúng không? Tạo điều kiện cho nó đi chơi được phải không? Không có được gì đâu, không hay đâu, tôi đã nói rồi. Tôi thì không phải là tôi ghét bỏ Diện Lan. Nó rất là được. Nó tốt lắm đó. Nhưng mà nó thật chứ. Tôi không chấp nhận nó là dâu của tôi đâu. Cái gì? Tại sao anh lại cấm cản tụi nó? Tôi thấy tụi nó xứng đào, xứng kép quá mà. Mà con Lan nó là cháu tôi nữa. Nếu nó làm gì sai thì ông nói với tôi dạy lại nó. Tôi không chê con Lan chỗ nào hết. Ba nói thật lòng ba. Ba thương nó như con của ba vậy đó. Nhưng mà nó có cái này kẹt. Kẹt lắm. Con hiểu cho ba. Ba lỡ hứa hôn với người ta, ba làm xui với người ta rồi. Hả? Hứa hôn? Sao ba bây giờ mới nói cho con biết? Mà ba hứa hôn con với ai? Người đó như thế nào con không hề biết. Mấy cái chậu bông ở dưới thường cũ nó hành lại đau quá. Thôi bây giờ ba đi vô trong ngồi đi nha, để con làm cho. Thôi để ba vô ba nghỉ tí. Dạ. Tết nhất à, công việc đăng đăng đê đê
nó hành kiểu này sao làm việc được gì không biết. Về qua Tết luôn, không đi nữa. Ồ, em nghĩ là hai nên về qua Tết luôn đi, chứ hổm gài cái vai bà bị đau, cái xong một mình em phải làm hết luôn á, mệt chết luôn. Nhưng mà ba đâu rồi? Ba mới đi vô trong nhà đó. Út làm tiếp đi nha, hai vô coi ba làm sao rồi quay lại. Chị chồng nghỉ mệt nha. Ôi da, cứ mỗi khi trái gió trở trời hay ba làm việc nặng gì đó, cái vết thương nó hành hơi nhức. Ba ơi, ba có vết thương nhỏ vậy thôi mà ba đau hoài vậy hả? Vậy mấy người thương binh liệt sĩ mà vết thương còn nặng hơn ba, chắc họ khổ lắm hả? Thì bởi vậy mà cũng phải đành chịu thôi con. Chiến tranh mà, bom bay đạn lạc, biết đường ở đâu mà lặn. Ba cũng may mắn các đồng chí khác lãnh có cái thẹo nhỏ vậy thôi. Ba đỡ đâu chưa ba? Đỡ nhiều rồi con gái. Đúng là bác sĩ tương lai có khác ha. Ba là cứ chọc con hoài, làm như tay con là tay tiên á. Tay con mà tay tiên á, ở bên làng bánh tráng chắc con làm được cả 100 cái bánh tráng luôn rồi á. Thôi được rồi, ba đỡ đau nhiều rồi. Sao qua bên đó thấy sao rồi? Dạ cũng vui ạ. Học nghề vui lắm ha. Dạ. Cô Bảy con có khỏe không? Dạ cô Bảy khỏe ạ. Rồi con về bên đây rồi bên đó có ai buồn gì không con? Con không biết. Đâu có ai thích con đâu. Chắc không ai buồn đâu. Mai mốt ba đừng ghẹo con vậy nữa nha. Nghe cái giọng con gái của ba hình như là hờn ai đó đúng không? Không phải, tại con mới về nên con mệt thôi. Nếu mà vai ba hết đau rồi thì con xin phép vô trong tắm rửa thay đồ ạ. Thôi được rồi, vô tắm rửa thay đồ đi. Má con đi chợ sắp về rồi đó. Dạ. Giải thích được không? Chuyện hiểu lầm thôi Lan. Không có giải thích gì hết. Anh đúng là đồ biến thái. Tôi không phải biến thái mà. Tại lúc đó cái quần bị rách nè. Đúng rồi. Thấy con hổ xí mới chui vào đó trốn. Thì vào đó Lan đến cuốn quá không biết phải làm sao mới chui vào cái lu nước. Bảy đừng có tin ổng. Mới nãy hả? Ông còn ôm con, ông sàm sỡ con nữa đó. Hả? Trời ơi, có đàn ông đàng hoàng nào mà lại đi sàm sỡ phụ nữ chị bán hay bán mặt như vậy không? Con không có tin, con đi đây. Chắc bây giờ Lan chưa hết giận mình đâu. Tự nhiên lại gặp chuyện suối quẩy không? Không đâu vào đâu. Vậy là hôm ở nhà xe, anh ta cố tình xé áo mình chứ không phải tự nhiên mà nó như vậy. Đúng là tên biến thái mà.
Chào em nha. Ê, chào chàng trai miền Tây hăng say làm việc chăm chỉ nha. Ê, rồi tao đến đi Cần Thơ 2-3 ngày nữa về, ok? Ờ. Cô nó hờ hững kìa mày. Ê, chán của tao rồi phải không? Là tao đang có chuyện không vui thôi. Nhìn cái biết liền. Ôi, ba cái chuyện hiểu lầm nữa chứ gì. Muốn giải thích á, thì qua bên xe đét giải thích cho em nghe. Mắc gì buồn. Tôi nói đúng đó. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào phải do mình. Mắc cái tông dở thiệt chứ, hát không vô luôn. Tất cả là thiên lý, ai ngờ tình đành dở dang. Qua tiệm Lan đi, đừng có hoang mang nữa. Thôi, ở nhà còn bao nhiêu việc nữa. Với lại Lan còn giận tao. Tao mà qua có khi lại phản tác dụng nữa. Thôi tùy mày, muốn sao cũng được á. Cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà đừng nghĩ lâu quá, người ta nghỉ chơi mày luôn á. Gì vậy? Người ta nghỉ chơi nó, mắc gì mày lên cân xuyển? Tao đâu có xuyển. Chứ sao? Tao lên cân say. Say cái gì? Tao say đắm em hot girl kìa. Ủa trời, em ghệ miền Tây. Em không phải miền Tây, em bên Tây mới về. Sao mày biết? Tao đoán vậy. Cẩn thận nha má mi. Con cẩn thận. À, cô chào mấy con. Dạ chào cô. À, cho cô hỏi đây có phải là nhà của anh hai bán bánh tráng? Cô ba. Anh hai. Anh hai, anh hai khỏe không? Lâu quá không gặp, em nhớ anh hai quá à. Tôi cũng nhớ cô ba. Anh hai khỏe không? Để em coi nè. Tôi khỏe. Cô vẫn khỏe hả? Ai vậy? Con Thắm. Má mi. Ờ, con Anna Tiểu Phụng, con gái em đó. Con. Hello chú. Con chú đi con. Nhớ thằng này không? Ai vậy anh hai? Thằng Phong đó. Thằng Phong con trai anh đó hả? Nó đó. Trời, lúc em đi á, nó mới 4 tuổi có chút xíu mà bây giờ cao lớn vậy đó hả? Ừ. Bây giờ con trai lớn quá trời luôn, cô chào con nha. Dạ chào cô. Oh my god. He's so handsome. I like it. Hi. Mommy, ở đây là thầy chàng như vậy hả mommy? I like it. Bena, Bena, anh cũng like em lắm. Anh sẽ tự giới thiệu, anh là Tuấn. Người ta hay gọi anh là Tuấn Bèo. Anh chào em. Hi. Chào em, anh là Nam. Mommy, chào vậy thì thích nhưng mà chóng mặt quá. Em chóng mặt hả? Anh mua thuốc cho em uống nha. Hi cô. Chào thôi chứ không say nữa đâu, chóng mặt lắm rồi. Đây nè, xách đồ của cô ba vô nhà đi. À, nha. Đồ vô đi con. Bây giờ vô nhà đi. Dạ. Bữa nay tôi chuẩn bị mấy cái món ăn mà cô ba thích. Vậy hả anh Hải? Nhiều món lắm, thôi kể không hết đâu. Cô ba có về quê chưa? Dạ có, em mới bên Cà Mau qua. Có mua tùm đất cho anh Hải nữa đó nha. Biết ý tôi ghê à. Có mắm khô và rau nữa nghe. Vậy hả? Ừ. Dạ. Đem đồ vô con. Mời em. Kéo tao ly giùm nha. Mày chủ nhà, hai cái ba ly, mày khinh vô đi. Cà Mau, sao ba bây giờ mới nói cho con biết? Mà ba hứa hôn con với ai? Người đó như thế nào con không hề biết. Người đó là người ơn của ba, quê ở Cà Mau. Nếu không có người đó, ba chết rồi. Vì vậy ba giữ lời hứa với người ta, ba không thay đổi được đâu. Ba có biết ba làm như vậy á là ba can thiệp đến đời sống hôn nhân của con không? Ba xin lỗi con nha.
Từ trước đến nay ba rất tôn trọng con. Những chuyện gì con làm ba không muốn xen vô. Con muốn làm gì con làm, con muốn quyết gì con quyết. Nhưng cái chuyện này bắt buộc con phải nghe ba. Vì này cũng dân gốc Cà Mau, lại thân thiết với ba, không lẽ đây chính là người mà ba đã hứa hôn sao? Ủa Lan đâu rồi ta? Cái gì từ từ thôi, cái thằng này cứ nhoi nhoi hoài vậy. Làm gì đứng được mặt ra vậy? Ê, đừng nói với tao là mày mê ẻm nha. Ẻm là của tao đó. Cái gì vậy? Làm như ai gặp gái cũng hao háo như tụi bay vậy đó. Ừ. Ê, cái thằng kia, có mình thằng này mê gái thôi nha. Còn tao là không hề à. Mày mê trai hả? Ừ. Tao mê ai kệ tao, liên quan gì tới mày. Thôi không giỡn nữa. Hai người đó là người thân của chú Hai hả? Thì tụi bay cũng nghe hết rồi đó, còn hỏi nữa. Tuấn. Ừ. Tao không đi Cần Thơ đâu. Có sao vậy? Tao bị đau. Bị đau gì? Có sao không? Đau tim. Bỗng nhiên có một mũi tên lao thẳng như là mực trái của tao, khiến trái tim của tao loạn nhịp. Tao lao cái này vô mặt mày bây giờ. Nè ha, mày xô tao vô bụi tao còn nhớ rất rõ nha. Nha, cái thằng mê gái bỏ bạn. Gái không mê chứ mê cái gì mày? Cái vấn đề sai ở đây á là mày là bạn của tao mà mày bỏ tao, mày theo gái, coi sai không? Mày phải hiểu cho tao chứ. Tao gặp được chân ái của đời tao rồi. Thôi, mày nói vậy á thì tao cũng ở lại đây luôn, chứ đi mình đâu vui. Trời, hai đứa bay đúng là bó tay rồi. Con mày bó tay bó chân luôn. Khi mà em về tới Cà Mau xong đó hen, là em đi hết một vòng rồi em mới qua đây thăm anh đó chứ. Em qua bên Đồng Tháp, Xe Đét nè, xong ghé qua Lai Dung, xong em về bến Ninh Kiều, rồi em đưa con bé nó đi chợ nổi Cái Răng nữa cho nó biết, xong em qua Thốt Nốt thăm anh đó chứ. Nè, em đi tới đâu á là em mua đặc sản tới đó. Mấy cây tôm đất rồi đó hen, đặc sản em để dưới đó, anh từ từ anh ăn nha. Cô ghé thăm tôi là tôi mừng lắm rồi. Quà cáp chi gì không biết nữa. Thì em quý anh em mới vậy chứ. Với lại anh Hai biết không, em qua đây á, em thấy cơ sở của anh làm ăn xôm tụ vậy là em vui lắm, em mừng lắm đó anh Hai. Vui gì, bữa hôm tưởng dẹp tiệm rồi, mưa nắng bất thường. Cũng may có một Phong, nó lanh lẹ, nó giật dậy, nó kéo khách cho cái bánh tráng mình đó chứ. Trời ơi, vậy là anh hạnh phúc quá rồi, bây giờ có con trai lớn á, là trụ cột chính ở trong nhà. Trời ơi. Con Anna nhà em á, anh thấy nó lớn vậy đó, nhưng mà tính tình nó như trẻ con vậy đó. Hình như là nó ca sĩ hải ngoại hả? Dạ. Dạ, chú Hai. Để lát hồi con tặng cho chú Hai một cuốn album của con nghe chơi nha. Cảm ơn con. Thôi anh đừng có để ý nó. Cái âm nhạc của nó hả, nói là anh không có hiểu gì đâu. Nè, con đi ra ngoài sân chơi đi. Con coi mấy cô chú mấy anh chị làm bánh tráng, vui lắm. Dạ, vậy con ra ngoài nha mami. Thường quá.
nói thiệt á, hôm nay em về đây em được nhìn anh hai vậy, thấy anh hai mạnh khỏe em mừng dữ lắm. Anh hai biết không, cứ mấy chục năm xa xứ, mỗi khi mà cứ nghe ai nói tới hai chữ Cà Mau thôi là em nhớ tới anh hai liền vậy đó. Cần quản lý ý chàng Việt Kiều bảo tay bảo chân quá hen. Dạ mời trái cây cô. Chào chị, đây là... Đây là cô Bảy, cũng là... mẹ kế của thằng Phong. Hồi nào, nó bậy bạ không à? Ngồi xích ra đi, nóng nực quá. Mỗi lần tôi ngồi sát ông đâu có đuổi tôi đâu. Ngồi sát hồi nào? Cô Bảy vui tính ghê á. Dạ. Nhưng mà cô Bảy yên tâm đi. Tôi không có ăn thịt ăn cá gì anh hai đâu mà cô Bảy lo. Dạ tôi đâu có lo. Tôi biết vị trí của tôi chỗ nào trong ngôi nhà này chứ vợ. Rồi cô ở đây bao lâu? Ăn ở đâu? Rồi khi nào đi? Nói cái gì? Cẩn thận đi, khách quý của tôi đó. Không sao đâu anh hai, cô Bảy không có ý gì đâu. Có ý chứ, thì hỏi đó tôi biết, tôi còn lo cơm áo gạo tiền chứ. Khỏi đi, bà lo bánh tráng của bà đi, còn cô ba để tôi lo. Vậy hen, vậy là ông lo cho cô ba hen. Ủa, mỗi lần tôi lo cơm nước cho ông, bây giờ ông lo cho cô ba, vậy là ông tự lo cái thân ông được rồi. Vậy nhiệm vụ tôi lo bánh tráng thôi phải không? Bánh tráng làm sao bay ơi? Để ra lo bánh tráng à. Tánh tình vui vẻ lắm. Dạ. Cái miệng quan quan cả ngày vậy đó, không có ngưng. Ăn thanh long cô ba. Dạ. Rồi nha, tiếp. Khoan đã. Bây giờ em nghiêng người chút xíu đi. Rồi hả? Đúng rồi. Vậy được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em về tay của Nam rồi, hình của em sẽ lên trang bìa quốc tế luôn. Anh nói thiệt hả? Chứ sao? Anh sợ em được lên bìa quốc tế mà em lên bìa dám té đó. Thằng quỷ. Quốc tế. Anh nói vậy làm sao vậy? Anh biết chụp hình thiệt không đó? Biết chứ, biết chụp mà. Mặt anh nghi ngờ quá, đưa đây cho em coi em mới tin. Để anh chỉnh sửa cái đã. Đưa đây liền cho em coi. Đưa đi. Đưa đem kìa, em phải kiểm tra em mới tin. Nhưng mà hình chưa có qua chỉnh sửa. Chuyện gì vậy con? Hả? Có gì nói mami nghe. Đức ơi, cái cậu này, cậu làm cái gì vậy hả? Cậu làm cái gì kỳ cục vậy? Dạ. Đưa tôi. Trời ơi, mày đàn ông, mày vậy đó hả? Hả? Dạ. Xóa hết cho tao. Dạ, con xin lỗi chú Hai. Tao chi? Xin lỗi đây nè. Con xin lỗi cô. Xin lỗi anh Na. Để anh xóa hình cho. Được rồi con, từ từ. Từ từ má mi giải quyết cho. Mày đưa đi tao xóa cho lại. Thôi, nín đi con. Cái thằng này, tàu lao, chụp bậy bạ hết sức. Rồi, anh xóa hết rồi đó. Nam nó chỉ chọc em thôi, không có gì đâu. Thôi, được rồi con. Vui lên đi con.
Rồi, thoải mái nào. Rồi, đúng rồi. Anh chụp cho em nhiều kiểu đẹp đẹp nha. Ừ. Đẹp không anh Tiếp Tâm? Nào. Đó, cười lên nha. Chuyên nghiệp quá em ơi. Ờ. Rồi. Ờ, quen bạn dạ. luôn. Anh Tâm chụp nhiều nhiều cho em nha. À, ừ. Gần hơn xíu nào. Được rồi, cho em coi với. Hả? À, nè. Ê, coi, coi, coi đi. Ê, cho ta coi với. Ê, trời, đẹp quá nè. Wow, hình đẹp quá à. Hình đẹp quá, tính nào cũng đẹp hết trơn á. Cảm ơn anh Tông nhiều nha. Đó, thằng này mới gọi là đẳng cấp quốc tế nè. Còn cái thằng kia tào lao, anh cho vô một góc ngồi tự kỷ rồi. Tức quá Hường anh nè. Mặt mặt. Cô đừng làm vậy. Gì vậy? Chưa thấy đã à? Không cái nữa nha. Nè, được rồi. Ê, được rồi, buông ra đi. Để coi tụi bay còn hạnh phúc được bao nhiêu lâu. Nè, ông có thấy từ bữa về đến giờ con Lan nó lạ lắm không? Trời ơi, tôi làm đầu tắt mặt tối, rảnh đâu thấy dở ba cái chuyện đó. Không. Mà vụ gì? Tôi thấy nó buồn buồn á. Sao vậy? Không biết, giống như là nó gặp gỡ ai rồi có giận hờn gì hay sao á. Thì bị gặp đó mà hỏi nó có gì đâu. Tôi hỏi nó có nói đâu. Nó nói là không sao hết á, nó bình thường mà. Nhưng mà ông có nhớ không? Nó nói là thứ hai nó về. Ừ. Mà mới cái trưa chủ nhật nó về tới rồi. Sao về sớm vậy? Ờ ha. Bà nói tôi mới để ý nghe. Nó ở trong phòng miết rồi, nó có ra đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi nghĩ là nó qua anh bển. Rồi cái mà cái kiểu mà giận hờn ai đó giống như là cái kiểu thất tình vậy đó, chứ không phải bình thường nghe không? Ừ. Giờ hỏi ai vậy? Chuyện nó dễ mà. Bây giờ bà điện qua bên đó, bà hỏi con Bảy Nhị là ra cho nghe. Ông nghĩ dễ. Cái chuyện riêng tư của nó mà nó nói cho cô Bảy nó hay ha. Thôi được rồi. Bây giờ bà không điện, tôi sẽ điện cho con Bảy Nhị. Đứa nào mà cả gan mà đụng tới con gái tôi làm cho con gái tôi buồn nha. Nó tới công chuyện với tôi. Giỡn. Không chừng cái người mà ba con hứa hôn là bà Ba Sen với con Anna đó. Con cũng nghĩ như vậy đó Bảy. Cho nên con mới đang phớt lờ đi. Để không, để ba con không nhắc tới mấy cái chuyện đó nữa. Chứ mỗi lần ba con nhắc á là lại gán ghép con với Anna. Mà trong khi đó con không hề thích Anna chút nào cả. Bảy cũng đâu có thích nhỏ đâu. Con gái gì đâu, mới có bao nhiêu đó tuổi mà xanh xanh đỏ đỏ, Nhiều nhéo như nhà với nhảnh. Gặp mẹ nó nữa. Trời đất ơi là trời, đàn bà có tuổi rồi mà không có nết na vậy chứ. Gặp đàn ông mà nắm tay nắm chân. Bảy nói bà Ba Sen nắm tay nắm chân ai hả? Ba mày chứ ai. Tao bắt tại trận luôn. Vừa mới thấy Bảy cái quê quá, rút tay lại. Trời ơi, mặt lắm la lắm lét tái xanh luôn. Ờ, Bảy nói sao chứ, con thấy bà Ba Sen cũng đàng hoàng mà. Đàng hoàng cái cù lôi. Trời ơi, mày không nghe người ta nói hả? Họa hổ tàng long nan họa cốt. Là sao Bảy? Câu này dân gian nó dịch đó là vẽ được con hổ với bộ da thôi, chứ không thật vẽ được cái bộ đồ lòng. Người ta nói là không thể nào mà lấy thước mà đo lòng người. Mà nói chung là lấy thước đo cái bụng đó. Thì tại Bảy dùng từ quá con không hiểu con hỏi thôi. Nhưng mà có khi nào Bảy đa nghi quá không? Đa nghi cái cùng lâu á. Bả là một người đàn bà thâm độc. Không chừng đây là kế hoạch đẩy thuyền đôi của ba con đó. Đẩy thuyền đôi là sao hả Bảy? Trời ơi, nói như vậy mà nó không hiểu. Học cao quá chi, xếp sách ngay ngắn gọn chịu đọc. Đây nè, là cô Nghĩa đó, là con đó, ổng bắt con là phải lấy Anna, còn ổng là lấy bà Ba Sen. Lúc đó là Bảy cứ như bơ vơ, như bèo trôi ở ngoài sông. Có chuyện đó luôn hả Bảy? Trời đất ơi là trời, tao tả sống lộng mà. Mình không thể nào để cái kế hoạch này thành công được. Con có thương con Lan không? Có chứ Bảy, con thương và nhớ Lan nhiều lắm đó chứ. Thì đó, con thương nó thì con phải chạy về Sa Đéc gặp nó liền. Ờ, nhưng mà có sớm quá không Bảy? Ông bà có câu hay quá trời luôn. Lấy vợ là phải lấy liền tay, để lâu ngày gió thổi thôi ê. Trời ơi, thằng Tuấn bạn con còn kêu con về gặp con Lan nữa đó.
Thì đó, thì tại có chuyện gì rồi cho nên Lan giận con đó. Nhưng mà lần này thì gặp Lan con nhất định sẽ giải thích cho Lan để không hiểu lầm nữa. Ờ, mình phải chặn lại cái kế hoạch này. Ê, nó nghe là tao nhiệt liệt quá, tao vô tao bàn mưu tính kế. Mà mày sao, mày nói chuyện tao với một cái tông rất nhẹ luôn. Trời đất ơi, mày phải mạnh mẽ lên coi. Mình phải ngăn chặn cái này lợi. Con mày quánh vô hai bên, tả hữu, cành cành. Ổng ở giữa, ổng mới xi lắc léo được. Con hiểu không? Nhiệm vụ của con phải làm quề với con Lan, coi như là ổng sập một cánh phải. Si cà đe là, còn có cánh trái. Để đó bãi. Bãi, bắt đầu từ ngày mai sẽ quậy căn nhà này ra thành thâm cung nội chiến. Hơi ác không con? Sắp làm mẹ kế mà mặt gian quá ha con. Để bãi cười lại. Bãi sẽ quay căn nhà này thành thâm cung nội chiến. Thấy tao hay không? Chứ còn gì nữa. Em thấy không khí làng quê ở đây có tuyệt vời không? Có gì đâu mà tuyệt. Anh thích ngắm cảnh thì ngắm một mình nha. Em đi vô. À, em. Thật ra thì anh hẹn em ra đây là để tìm hiểu kỹ về con người của em. Anh có nghe nói em là ca sĩ hải ngoại đúng không? Chắc giọng hát của em hay lắm. Dạ, em là ca sĩ hải ngoại có tiếng. Nhưng mà anh thắc mắc một tí, khi mà em nói chuyện á, em điệu đà vậy. Lúc em hát chắc em cũng điệu lắm ha. Vậy mới là nét riêng của em. Wow, Anna nè, sắp tới anh sẽ xây dựng một cái kênh vlog, hứa hẹn sẽ bùng nổ, thu hút được hàng triệu lượt theo dõi, lượt đăng ký luôn. Anh có nhà ý muốn mời em hợp tác với các dự án của anh. Em thấy sao? Hợp tác là sao anh? Có nghĩa là anh tính mời em đóng chính cho các dự án của anh. Hình ảnh của em sẽ thu hút được nhiều người theo dõi. Lúc đó anh có tiền, có kinh phí, anh sẽ trả cho em. Được không? Được không? Nhưng mà anh ơi, hình ảnh của em nếu mà xuất hiện như vậy có trầm trường quá không anh? Anh biết không, hồi ở bên Mỹ nhiều kênh họ muốn mời em hợp tác, toàn kênh lớn không, một clip họ trả cho em đến 5-6 ngàn đô mà em còn không chịu á. 5-6 ngàn đô luôn hả? Nói vậy là em nổi tiếng khắp thế giới luôn hả? Wow, vậy mà anh không biết. Thật ra thì mấy bữa trước anh có tìm hiểu về em, nhưng mà anh search Google hoài không thấy tên em đâu hết. Thì chắc anh search những cái báo Việt Nam nó không ra. Không, anh tìm hiểu trên kênh nước ngoài luôn á. Thì anh phải search những trang web đẳng cấp á, những cái trang web dành cho những siêu sao quốc tế, anh mới thấy được tên em. Em nói anh rồi, em không muốn hình ảnh của mình bị đại trà tầm thường á. Em muốn khi mà khán giả muốn tìm thông tin của em phải tìm thiệt khó ơi là khó. Nói vậy là em giống như là kho báu ẩn vật, mà nó ẩn sâu xuống dưới lòng đất, mình đào lên hoài mà không thấy hả? Dạ, lâu lâu em trồi lên cho khán giả hú hồn chơi. Phải công nhận là cái nét của em khiến tim anh hú hồn thiệt. Ai cũng nói vậy. Thôi, vậy anh đổi ý, anh không dám mời em nữa đâu. Chứ anh thì mời em cỡ đó anh cũng ngại quá. Anh ơi,
dù gì lịch trình sắp tới của em cũng hỏng bận. Thôi thì em nể tình anh, em sẽ quay cho anh. Em nói thiệt hả? Ừ. Dễ thương quá à. Nhưng mà anh thấy mình không có đủ điều kiện. Anh làm gì có 5-6 ngàn đô trả tiền cho em. Thôi lâu lâu em làm từ thiện, em không lấy tiền đâu. Em quay cho anh nha. Khi nào mình quay vợ? Em bận lắm nha. Em rất bận. Thôi, cho bận nên thì thôi anh chứ. Báo em trước 5 phút nha anh. Em sẽ có mặt liền. Ủa em bận dữ mà sao báo 5 phút làm có mặt liền được? Dạ không? Em có mặt liền. Gì hay vậy? Dạ phong cách làm việc của em là vậy. Em chuyên nghiệp quá. Dạ. Thiệt hả? Gì thì hết hộp ba. Mày mời được Anna quay clip cho mày rồi hả? Con bé đó năn nỉ tao muốn gãi lưỡi luôn. Tao mới cho đi theo. Chứ dễ gì mà được tao mời. Thôi đi. Bớt bao xạo lo giùm cái. Nó xạo riết á, hình thành thói quen hình thành tính cách của mày đó. Mày nghĩ sao vậy? Anna dù sao á cũng là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng mà đi theo năn nỉ mày muốn gãy lưỡi. Nổi tiếng hả? Ừ. Tao tìm cái tên nó trên mạng hoài có thấy đâu. Cái thằng bé mới nói tìm mạng trong nước không có thấy đâu, phải tìm ở ngoài mới thấy được tên của Anna. Tao nhờ bạn bè 4 phương 8 hướng tao tìm vẫn không thấy cái tên đó luôn. Kiểu đó giống như là ca sĩ bí ẩn mà ẩn hoài, mọi người tìm hoài không thấy á, hiểu không? Ôi, con bé này chắc là ngựa non háo đá mà đặt làm giá nè. Nhưng mà nó dễ thương, nó đáng yêu, mà nó hay hay sao á. Nếu như mà mời con bé này vô đóng clip của tao, bảo đảm cái clip sẽ hot hừng hực cho coi. Ừ. Ừ. Tao nghĩ vậy nè, cho em theo mình đi, thì mình sẽ có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á là tao được gần em. Ừ. Cái lợi thứ hai á, em được gần tao. Ừ. Gì vậy? Hai cái là một đó cha. Thì ý tao nói cái lợi chung á là càng đông càng vui. Chưa kể nha, em xuất hiện trong MV của mày, MV của mày sẽ 1 triệu view, kênh của mày sẽ hot hừng hực. Chính xác. Ừ. Đó là tất cả gì mà tao tính toán. Tính khi nào đi quay? Tao chưa tính. Thôi tính toán cái gì nữa, ngày mai đi quay liền đi. Còn nếu được, đi luôn ngay bây giờ, đi. Cái gì vậy? Mày đi quay một mình mày đi. Trời ơi, quay clip mình như ăn bánh tráng trộn vậy. Trộn cái ăn liền cái bánh tráng hả? Mình phải lên kế hoạch, lên ý tưởng, tính toán đàng hoàng mới quay được. Rồi thôi, tính cái gì cũng được, quay cái gì cũng được, miễn sao cho tao gần ẻn. Đây, được không được, để phụ người ta một cái đi. Đây, để anh. Rồi, cứ tự nhiên nha, cho anh quay clip cái nha. Xứ bông có khác. Ê Lan, mày ở xứ này riết á, mặt mày cũng tươi như bông luôn á. Tươi cái gì mà tươi, tan rầu muốn chết đi nè. Ơi, Tết nhất tới nơi không được nhắc cái chữ rầu. Bông đẹp quá à. Thôi đừng ngắm bông nữa, ngắm tao đi nè. Tối về rồi tâm sự cho mà nghe. Ừ, tao biết rồi. Ê, nói nghe nè, Tết này mày nhớ phải cho tao tá túc nha. Coi như là mà ở hết mùng hết mền luôn. Khi nào mày lên lại Sài Gòn tao đi theo mày. Nhập gia thì tùy tụt nha. Tết này tao qua Cần Thơ bán bông thì đừng có sợ khổ đó. Thì không? Ờ. Có luôn hả? Ừ, đi bán bông với tao nha. Đương nhiên rồi, mà nhớ nhau mới được bỏ rơi tao đó. Ok. Trời, thích quá à. Tới nhà ba má tao rồi nè. Ba má tao với em gái tao chuẩn bị giao hai cho lái á. Ê, xứ của mày á, ôi bà con đi tấp nập vui quá hả? Mà tao thấy nhà mày hình như là trồng đủ loại bông á chứ không phải loại. Hồi cái cảnh này á, tao tưởng tượng có anh chàng nào nắm tay mình đi tung tăng, đúng lãng mạn luôn á. À, thôi bây giờ vô chào ba má đi, rồi tao sẽ nắm tay mày tung tăng đi giao hoa ha. Đi. Nói trước cực lắm á nha. Không sao, tao chịu được. Trời đất ơi, nhà mày đấy hả? Ờ. Rộng dữ gì luôn. Ừ, cũng thường thôi. Đi nhanh, đi vô gặp ba má thôi nè. Vậy mà thường rồi sao không thường trời. Dạ ba má. Ủa, tụi con về hả? Dạ con thưa chú, con thưa thím. Ngân phải không? Dạ con ở chung nhà trọ với Lan trên Sài Gòn á. Thím biết
làng nó gọi điện thoại về, nó cho coi hình con nữa, nó nói tâm sự dữ lắm. Dạ. Hai đứa đi về chắc mệt lắm à ha. Hai tụi con vô nghỉ ngơi đi. Chú Thím đi ra ngoài vườn bông chút. Vậy có cần con phụ gì không? Em phụ rồi. Đi vô rửa mặt mũi tay chân đi rồi chuẩn bị ăn cơm ha. Rồi chú Thím ra coi cái sắp nhỏ nó xếp đồ đạc làm sao đã ha. Dạ. Vô đi con. Thưa ba má, con vô nhà. Dạ con cảm ơn chú Thím. Ê, nhớ chụp hình cho tao nhiều nhé. Hai đứa nhỏ thấy thương dữ ghê chị ông. Bà coi này nghe. Nó khỏe khỏe tí xíu cái nó ra ngoài vườn bông mình á, nó chụp nát cái vườn bông cho coi. Tôi hiểu quá, mà cái con này nó thích chụp hình lắm à. Ừ. Thôi đi bà. Thôi đi, chưa rồi. Đi, lẹ không bao trễ rồi. Gà nắng, hai mẹ con không có đội nón gì hết á. Con. Dạ. Quan trọng nha, kỳ này con xuống Sa Đéc một cái, gặp ông bà và vợ tương lai, mình phải lấy được vợ nha con. Dạ. Ông độ lên. Có chị Bảy, cứ như là lo cho mày hết trơn hết trụi rồi. Đây, ông Tư Đa là anh của tao mà, tao biết ý ổng, ổng phái ăn lạp xưởng tươi, để sẵn 5kg, để vô đây. À, còn cái này mới ngon nữa nè. Vợ ông Tư Đa, làm gì làm, chị dâu tao mà, tao hiểu ý bà lắm. Bà phái ăn tôm khô mà làm có quẹt nhiều tấp mỡ. Tao làm sẵn 2 hũ tao bỏ vô đây. Nhưng mà xuống dưới đó con nhớ nói là con làm nghe không? À, dạ. Cứ nghe lời Bảy đi, mày nói mày làm tao mới thấy thương. Con giới thiệu là gia đình mình có lò bánh tráng, cho nên con đã tự tay làm bánh tráng này để đem lên cho hai bác dùng thử. Con nhớ rồi, nhưng mà Bảy dặn nhiều quá là con thấy run run đó. Con đừng có run, con đẹp trai phong độ lắm, lấy vợ được mà, đằng sau lưng có Bảy lo. Dạ. Mình đi xuống dưới nhà bạn gái, cha mẹ vợ tương lai mà, đừng có run, tự tin lên. Mày bước vô nhà ta, mày phải làm cái chuyện nó bộn bề, cực khổ dữ lắm, cái người ta thương, nó bưng vô làm rễ liền, hiểu không? Đâu bây giờ xách lên cho Bảy coi coi, cầm cái này bên tay này con, đúng rồi. Còn cái bọc nó ôm như bồng con vậy đó, lấy về cái đẻ con liền, coi cái mặt bộn bề, cực khổ, mồ hôi mồ kê. Trời ơi, cái thằng Tây Tương quá, bưng vô làm rễ liền. Đi tới đâu gọi điện cho Bảy để Bảy yên tâm nha. Dạ, có gì con sẽ thông báo cho Bảy liền. Thôi đi đi con, đi. Ủa đi luôn giờ hả Bảy? Ừ, nôn quá, mai đi. Mai chứ. Nhớ để đồng hồ báo thức, đừng để trễ chạy xe nha con. Dạ con biết rồi. Rồi con cảm ơn Bảy. Kỳ này nhất định lấy được vợ. Về miền Tây ăn trái cây đúng là không có gì bằng. Nè nè, hả ra ha. Có tâm sự mỏng phải không? Nói đi, chiều giờ nhìn cái mặt là biết rồi đó. Sao, chuyện gì? Mày cũng tinh ý quá ha. Rồi sao? Mày có nhớ cái thằng cha mà xé rách áo tao ở nhà xe không? Sao không nhớ? Chả không chỉ là xé rách áo mày mà còn làm hư xe mày nữa đúng không? Phải chả không? Ê, quên nữa, rồi cuối cùng á, đẹp trai không vậy? Chưa có đầu mà đòi đuôi rồi. Con mày đang tính kể mày á, là tao đi qua Cần Thơ tao thăm cô tao. Trời ơi, tao phát hiện ra thằng chả là con trai của cái chỗ làm bánh tráng mà cô tao làm việc luôn. Thôi biến thái, mày dám xé áo con gái tao không? Mày gặp tao rồi mày tới công chuyện với tao rồi con. Trời, trùng hợp vậy luôn hả? Cái này trong phim ngôn tình á, người ta gọi là quan gia ngõ hẹp đó. Mày bớt coi phim đi, đang tính kể với mày là nếu như tao biết trước như vậy á thì tao không có sang nó đâu. Trời, nhưng mà mày kể tiếp đi, rồi tình tiết là tới đâu rồi? Ví dụ như trong phim nha, là sau khi mà hai người quan gia ngõ hẹp xong á, là phải tới cái bước là hai người để ý nhau nè, xong rồi ảnh tỏ tình nè, rồi phải có thêm một cái bước nữa, đó là anh phải phụ mày. Tới cái bước đó chưa? Bớt đi nè, bớt đi nha. Cái đoạn đầu á thì mày biết là gặp nhau cũng không có suôn sẻ và vui vẻ gì hết đó. Phim nó hay vậy lắm. Xong rồi nữ chính phát hiện ra nam chính cũng có những cái đức tính tốt nè, tử tế, hiếu thảo. Nhưng xong rồi tao phát hiện ra anh ta đúng là một kẻ biến thái thực thụ. Biến thái hả? Trời, cái này không phải là phim ngôn tình nữa mà nó thành cẩu huyết luôn rồi. Ủa, mà sao mày biết anh biến thái? Trời ơi, thì có một người đàn ông tử tế nào á mà lại đi rình rập phụ nữ đi toilet.
sau đó hả còn nhào lên ôm lấy người ta, nó sàm sỡ người ta đó. Thằng này phải xử. Ê, giữ tao lại. Giữ mày làm gì, mày biết nhà trả ở đâu không? Đương nhiên là không rồi. Ngồi xuống. Nhưng mà tức quá mà. Được rồi. Ừ. Mày gặp tao đi, rồi mày sẽ biết tại tao. Dạ, con có chút quà dưới Cần Thơ mang lên biểu gia đình mình lấy Thảo ạ. Ôi trời ơi, cảm ơn con. Trời ơi, con Lan nó có thằng bạn tốt như vậy mà nó giấu biệt đâu có cho hai bác hay đâu con. Ôi trời ơi, bánh tráng to quá. Còn cái này là cái trong đây cái gì vậy con? Dạ, bánh tráng là của nhà con làm. À, còn đây là lạp xưởng. Ừ. Và tôm khô kho quẹt ạ. Ôi trời ơi, mấy cái món này á, là hợp khẩu vị với gia đình bác dữ lắm nha con. Lạp xưởng á, thì hai cha con nó thích lắm. Còn cái tôm khô kho quẹt á, bác ưa cái món này lắm nè. Lạp xưởng thì con mua đại thôi, còn tôm khô kho quẹt á, là cho chính tay con tự làm đó. Con tự làm hả? Dạ. Trời ơi, đàn ông mà biết vô bếp làm, nấu bếp được là ngon lắm đó con. Giỏi à. Dạ. À, không có gì đâu, con làm đại thôi, mong là gia đình mình thích. Ừ, bác cảm ơn con. Ê, bác để đây nha. Ngồi 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 xuống đi con, ngồi xuống dạ. Đi. À, ê, để đây, hồi nữa bác đem xuống nha. Ngồi xuống, ngồi xuống, bác rót nước cho uống nè. Vậy khi nào Lan về vậy bác? Ờ, à, hai chị em nó đi giao qua chắc về giờ đó con. Dạ. Con ngồi chơi chờ nha. Nè, uống đi con. Dạ, con chào bác. Ủa bà, ai đây? Đây là bác trai đó con. Đây là bạn của con Lan, ở bên chỗ lò bánh tráng cô Bảy mình làm á ông. À, thì ra. Dạ, có chuyện gì bác? À không, 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 không có chuyện gì đâu con. À, thôi, 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 thôi con ngồi đó con chơi đi nha. Bác vô bác lấy bình rượu đế ha. Ra đây cái bác cháu mình làm lai rai rai rai, chờ con Lan nó về ha. Dạ. Ngồi 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 xuống chơi con. Dạ. Kỳ bí. Mày tới công chuyện mày với tao rồi con. Gì vậy? Bữa nay con ở lại ăn cơm với gia đình bác nha. Dạ. Thằng biến thái, mày ngồi yên đó đi, tao sẽ cho mày thấy cái tài thiện xả bách phát bách trúng của tao nha. Thật ra cái mớ kho quẹt này đó, mà chấm với bầu với mớ rau luộc ngon hết miết luôn nha. Cái gì đây? Có chuyện gì vậy bác? Trời, cái chổi lông gà đâu ra? Không trúng địch mà trúng bên mình. Mày biến thái nè, biến thái nè mày. Biến thái nè mày. Sao vậy bác? Biến thái nè bác. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Khoan đã. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Biến thái mày. Cái gì biến thái? Thì sao quánh ta? Cái thằng biến thái. Bây giờ mày trả lời thật lòng cho tao biết, mày có xé áo con gái tao không? Ờ, có hay là không? Chuyện này có hay là không? Có không con? Dạ có ạ. À. Hả? Một tội. Mày có rình con gái tao tắm không? Ờ, chuyện này thì có hay không? Chuyện này đi con giải thích. Có hay là không? Có không? Có. Hả? Mày có hả? Mày tới xuống mày tao. Đứng mày. Khoan, khoan, khoan. Hai bay để nó giải thích coi làm sao vậy? Để nó giải thích. Mày né hả? Bác à, đi giải thích đã. Quá tam ba bận cũng phải trúng chứ mày. Mày mà còn bén mảng tới đây nha, tao gặp cái gì là tao phóng cái đó đó. Nó chạy mất dép rồi ông ơi. Trời ơi, hải dạ tôi ghê. Bà biết thằng này là con ai không? Con của ông chủ lò bánh tráng chỗ ông Bảy Nhị làm á. Được rồi, tao điện thoại cho ông già mày tao mắng vốn mới được. Tao hát bài đường quê nghe chơi coi. Ê, sông quê mày á có tắm được không vậy? Tắm được hết chứ. Trời, mày xuống mày tắm được rồi đó. Lan. Ai? Ai gì? Hả? Nhưng mà Lan hả? Lan gì mà Lan? Không có Lan gì hết á. Lan. Lan. Lan, Lan, mày dừng lại cái coi con nhỏ này. Hình như ổng bị thương á, mình vòng lại coi ổng sao đi. Ổng xạo sự đó, bày trò đó.
Mày dẹp bớt cái tính đa nghi của mày đi. Không ấy bây giờ mình coi ổng như là người không quen, không biết, người dân thôi cũng được. Người ta gặp nạn mình tới mình coi mình giúp đi. Bao dung đi, bao dung đi mà. Tao thấy mày bao đồng á. Tức quá mà. Quay xe. Nhìn nè, tao biết bà đang nhìn gì, bà đang suy nghĩ gì. Tôi đang nghĩ gì? Bà nói tôi nghe thử coi. Người ta có câu, bà định ngọa hổ tàn lông à. Nhưng bà sai rồi. Tôi đã nhìn thấu trong gan, trong ruột của bà, ánh mắt của bà, tâm trạng của bà. Bà đang nhìn hoàng thượng hai trán đúng không? Đúng thì sao? Mà không đúng á thì sao nè? Bà quan tưởng quá rồi, bà Ba Sen. Nè, tôi nói cho bà biết, bà đừng có ảo tưởng. Chính tôi nè, tôi mới là cái người có một thời gian dài thâm thiết thân tình ở bên cạnh ổng đó, bà hiểu chưa? Bà tưởng bà là ai? Bà chỉ là một bà Ba Sen. Sen thôi à? Bà tưởng bà là bông sen trong cung cấm tỏa ngát hương à? Không, bà chỉ là một con sen. Bà chỉ là một con a hoàng. Dù cho ta có là một con a hoàng đi chăng nữa, nhưng mà ta vẫn được hoàng thượng hai trán dòm ngó tới. Còn hơn ai kia, suốt cả cuộc đời lầm lũi, đầu tắt mặt tối, mà cũng không có được hoàng thượng đoái hoài. Ủa, thế thì ai sẽ hơn ai thưa bà? Bà cười gì? Lúc là tôi hơn bà rồi. Không cần hơn mấy thứ nhiều. Ở đời, hở sổ chắc 7 nút là hơn 3 nút rồi. Mà dân gian lại có câu 3 chìm, 7 nổi, 9 lên đên. Ta là 7 nổi đây. Cuộc đời người đàn ông nào mà dính dáng tới ta sẽ nổi rần rộ. Thế thì cho ta hỏi nha, từ đó đến giờ bà đã làm rạng danh được bao nhiêu người đàn ông, giúp cho họ công thành danh toại rồi thưa bà? Chết rồi bà ơi. Báo cho bà một hung tin, 40 năm nay tôi vẫn còn là con gái trong trắng. Cái kèo mấy ngày rồi, bà là cũ mềm, mua đen cũ. Bà dám? Thôi đi, quân mày đâu? Để con tiện tì này nhúng nó vào lãnh cung cho ta. Bảy, bảy, làm gì trưa nắng đứng giữa sân như trời trồng vậy? Không có gì, không có gì. Ủa, cô Bảy? Dạ. Cô bị làm sao hả? Dạ. Cô bị trúng gió hả? Dạ, tôi đâu có bị gì đâu. Cô ba kêu tôi lấy bánh tráng, tôi lấy rồi đây. Dạ, tặng ai? Tôi. Dạ. Tặng ai hả? Xem đứng ngoài nắng. Không sao đâu, em không sao, đừng có lo. Nắng, nó đang chặt dừa uống.
Thứ ba đứng nắng, chắc thứ bảy chủ nhật đi nhảy đập. Không hỏi đến thứ bảy để một tiếng nào đâu cô chặt dưa. Thầy Trang ơi, thằng có giá cho nghe tầm luôn. Rát quá. Anh rám nghe. Em phải sát khuẩn á thì nó mới không bị nhiễm trùng ha. Nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, chú Tư Đà cũng giả mang thiệt luôn á. Ấy, cái con này, giúp người thì giúp lẹ lẹ lên rồi về đi công chuyện nữa, nhà bao việc cái kìa. Ồ. Lan à? Lan à? Tôi nói như vậy rồi mà Lan không tin tôi hả? Nếu Lan không tin á thì Lan hỏi cô Bảy Nhị coi. Cô Bảy Nhị á là cô ruột của Lan, đúng không? Lan, tao thấy anh Phong nói đúng á. Mày ngửi đi, cô Bảy dù sao cũng là cô ruột của Lan mà, đúng không? Nếu như anh Phong biến thái thiệt á thì cô Bảy sẽ xử lý anh đầu tiên trong tới lượt mình. Hai người nói nhiều quá, không hiểu gì hết á. Đau đầu, đau đầu quá. Chị anh cái chiều này nè, mỗi lần mà anh thấy mặt nó là nó chịu rồi đó. Sáp vô. Mà nè, chân anh bị sao? Có đau lắm không? Bị nguyên cái chỗ chà ném vào cái ót nè. Rồi rượt chạy té khối luôn á. Không thương người ta mà ở đó còn nói linh tinh nữa. Chưa chi nhõng nha, nhõng nhẽo nữa chứ trời. Bây giờ băng bó xong đi rồi kiếm quán nước nào cho anh ngồi nghỉ ngơi dưỡng thương thôi chứ biết sao. Nói vậy là Lan bỏ qua đúng không? Chào chị Minh. À đúng là chị Minh ngon ha. Công nhận cái này người ta gọi là số hưởng nè. À số đầu qua, số đầu qua. Ý anh là sao? Mà sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Hả? Bậy à. Cái này là anh không có bám theo Lan nha. Cái này chẳng qua là anh cảm thấy anh bị thiệt thòi sao? Không, nó đúng hơn là ganh tị. Ganh tị. Nếu như mà anh cao lên chút xíu á thì bữa nay anh đã có cô này. Còn nếu như anh đẹp trai cỡ nó đó thì bữa nay anh lại có em đó. Ui chà, ui chà, ui chà. Cái thằng này ngộ thiệt nha, nhìn kỹ cũng đâu có được gì đâu đâu mà nay cô này mai cô khác, ngộ thiệt ta. Nè, đừng thấy cao đẹp trai vậy mà tưởng nó tốt, không hoàn hảo đâu nha. Coi cái này thì biết. Coi xong đừng hối hận nha. À, mình phải đi công chuyện. À, ở lại bảo trọng nha. Hiểu lầm thôi. Tôi thì có tư cách gì mà giận anh hả?